Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt PTS Đài Loan. Dịch viêm phổi Vũ Hán diễn biến khá phức tạp. Theo cơ quan y tế khuyến cáo, nên đeo khẩu trang khi tới bệnh viện hoặc nơi công cộng và phải thường xuyên rửa tay. Đài Loan xuất hiện ca bệnh đầu tiên lây nhiễm trong nước. Vì vậy, Bộ Y tế Phúc Lợi đã khởi động hệ thống giám sát điện tử đối với 460 người bị cách ly tại nhà. Kiểm tra thân nhiệt của tất cả những người ra vào bệnh viện và yêu cầu phải đeo khẩu trang. Phải làm nghiêm như vậy là vì Đài Loan đã xuất hiện ca nhiễm bệnh tại trong nước. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ huy ứng phó dịch bệnh Trung ương, hiện đã có 8 ca nhiễm virus corona mới và đã tiếp xúc với 460 người, trong đó có 27 người xuất hiện triệu chứng. Do đó, từ ngày 29 tháng 1, bắt đầu khởi động hệ thống giám sát điện tử. Những người bị cách ly tại nhà sẽ được cấp một chiếc điện thoại có cài đặt định vị, đồng thời phối hợp với cảnh sát và đơn vị tại địa phương để giám sát họ có tự ý rời khỏi nhà hay không. Bộ Lao động đã áp dụng hướng dẫn hành chính về phòng dịch đối với chủ thuê, kêu gọi nếu không cần thiết, các doanh nghiệp không được đưa nhân viên đến vùng dịch tại Trung Quốc. Nếu không cung cấp các thiết bị cũng như biện pháp phòng dịch, thì nhân viên có quyền từ chối. Tỷ lệ tử vong của bệnh viêm phổi Vũ Hán là khoảng 2%. Ngoài Trung Quốc, tại Đài Loan, Việt Nam, Nhật Bản, Đức và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều đã xuất hiện các ca lây nhiễm trong nước. Hiện Trung Quốc đã có trên 7.800 ca viêm phổi do nhiễm virus corona, có 170 người tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ triệu tập hội nghị vào thứ năm này để thảo luận việc có công bố dịch viêm phổi Vũ Hán là nguy cơ toàn cầu hay không. Malaysia, Philippines và Sri Lanka hiện đã tạm ngừng cấp visa tại sân bay đối với du khách Trung Quốc và có thông tin cho rằng chính phủ Mỹ không loại trừ khả năng tạm ngừng các chuyến bay giữa hai nước. Dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục căng thẳng. Các bác sĩ lo ngại phương thức phát tán của virus bệnh viêm phổi Vũ Hán ngày càng giống với virus cúm, rất dễ lây cho người khác. Trong thời gian ủ bệnh cũng có khả năng gây lây nhiễm. Phòng chống ra sao đợt lây nhiễm thứ hai trong cộng đồng là điều vô cùng quan trọng. Dịch viêm phổi cấp do virus corona mới 2019 diễn biến ngày càng phức tạp. Đài Loan đã xuất hiện ca đầu tiên bị nhiễm bệnh tại trong nước. Các bác sĩ lo ngại phương thức phát tán lây nhiễm của bệnh này ngày càng giống với dịch cúm thông thường. Người mắc bệnh nhẹ có thể lây cho người khác. Trong thời gian ủ bệnh cũng có khả năng lây nhiễm nên rất khó phòng ngừa. Bác sĩ Huỳnh Lập Dân cho biết, Đài Loan đã xuất hiện ca đầu tiên nhiễm bệnh tại trong nước do lây nhiễm trong gia đình là đợt lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng. Bước quan trọng tiếp theo là làm sao để ngăn chặn đợt lây nhiễm thứ hai, đặc biệt khi có bạn bè người nhà xung quanh bị nhiễm bệnh. Thứ năm tuần này bắt đầu làm việc trở lại. Có bác sĩ đề nghị chính phủ nên yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng để củng cố công tác phòng dịch. Cục Khí tượng Trung ương công bố dự báo rét đậm tại 19 huyện thị trên toàn Đài Loan. Theo đó, trước ngày 1 tháng 2, nhiệt độ các nơi đều khá thấp. Tới sáng sớm ngày 2 tháng 2, không khí lạnh mới suy yếu dần. Do đợt không khí lạnh này, nhiệt độ xuống thấp, núi Ngọc Sơn, núi Hợp Hoan và núi Bắc Đại Vũ đều có tuyết rơi. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cộng thêm hơi nước tích tụ, ngày 27 tháng 1 tuyết rơi trên núi Ngọc Sơn, núi Hợp Hoan. Lớp tuyết trên núi Ngọc Sơn dày 25cm, lập kỷ lục tuyết rơi dày nhất trong 20 năm nay. Còn tại núi Bắc Đại Vũ sau 15 năm không có tuyết thì vào ngày 29 tháng 1 mới đón tuyết rơi trở lại. Theo dự báo của Cục Khí tượng, sáng ngày 30 tháng 1, khu vực từ Tân Trúc trở về phía Bắc, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Đồng Bằng là ở Đại Khê Đào Viên 5,1 độ C. Khu vực Tây Bán Bộ, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày cũng không vượt quá 12 độ C. Tình hình thời tiết này sẽ duy trì trong 4 ngày, đến ngày 2 tháng 2 mới ấm dần lên. Cục Khí tượng nhắc nhở cần đảm bảo thoáng khí khi sử dụng bếp ga, máy nước nóng. Những người mắc các bệnh về tim mạch, người bị huyết áp cao và người lớn tuổi cần chú ý giữ ấm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt ngày hôm nay.